Kinh văn: nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phá hủy vật dụng một cách phi lý thì dạy rõ quả báo mọi sở cầu đều thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao thì dạy rõ quả báo làm nô dịch hèn hạ. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi gây xích mích thì dạy rõ quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo thọ sanh ở vùng biên địa. Lược giảng: nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đói khát. Phạm thọ giới thì phải giữ giới, tuyệt đối không được phá giới. Thế nào gọi là phá giới? Đó là trường hợp minh tri cố phạm, là quý vị biết rõ ràng là điều sai trái mà quý vị vẫn cố ý vi phạm. Trước kia quý vị vì không biết nên mới phạm sai lầm thì còn tha thứ được. Nhưng một khi quý vị đã biết rõ như thế là sai mà vẫn cố ý làm thì tội lỗi lại càng nặng thêm. Thí dụ, quý vị đã thọ giới không sát sanh rồi mà vẫn còn sát sanh, như thế là quý vị đã phạm giới. Đã thọ giới không trộm cướp rồi mà lại đi ăn trộm ăn cướp thì đó là phạm giới. Đã thọ giới không tà dâm mà sau đó lại làm điều dâm loạn thì đó là phạm giới. Đã thọ giới không vọng ngữ rồi mà còn nói dối, nói vọng thì đó là phạm giới. Đã thọ giới không uống rượu mà còn rượu chè say sưa thì đó là phạm giới. Những sự vi phạm như vậy thì đều rõ rệt, chỉ nhìn qua sự việc cũng biết được là phạm giới rồi. Ngoài ra, có những trường hợp phạm giới khó thấy rõ được, bởi tuy phạm giới mà vẫn có vẻ như không phạm. Thế nhưng dù người ta không thể nào biết được đi nữa thì mình cũng là kẻ đã phạm giới rồi. Về phạm giới thì có loại hữu hình, tức là có hình tướng, và loại vô hình, tức không có hình tướng. Nếu phạm giới thuộc loại hữu hình thì mọi người đều thấy rõ, riêng phạm giới thuộc loại vô hình thì trong Phật Pháp cho là phạm giới, nhưng đa số người đời không hề biết tới. Có bốn trường hợp phạm giới mà dường như không phạm. Trường hợp thứ nhất là vị tỳ kheo có thể thọ trì cấm giới, có thể giữ gìn giới pháp, đồng thời cũng có thể thực hành đầy đủ. Nhưng trong sự trì giới của vị ấy còn có sự hiện hữu của ngã tướng, vị ấy vẫn còn thấy có một cái tôi biết thọ giới, cái tôi biết trì giới, cái tôi biết giữ giới. Nói tóm lại là vị ấy luôn luôn thấy có một cái tôi hiện diện bên trong, và đó chính là lòng chấp trước. Như vậy, tuy chưa chính thức phạm giới, song vị tỳ kheo này cũng đã không giữ giới một cách chân chính rồi. Trong việc giữ giới, quý vị cần phải không biết mình là người đang giữ giới và không phải cảm thấy là mình cao siêu hơn người khác mới được. Trường hợp thứ hai là vị tỳ kheo có thể tụng trì kinh luật và có thể thủ hộ giới pháp, nhưng đối với thân kiến thì lại chẳng rời chẳng động, lúc nào cũng thấy sự tồn tại của một cái thân kiến và cứ luôn nói về cái thân thể này của mình. Vị này thì không nói về cái ngã hay cái tôi mà lại bám chấp vào cái thân của mình. Chấp trước cái thân này như thế nào? Đó là không chịu cải biến thân thể, không chịu sửa đổi các tập khí cũ của mình. Như thích giải đãi thì cứ giải đãi,
thích lười biếng thì cứ lười biếng. Nói tóm lại là không muốn bắt cái thân này phải chịu cực chịu khổ một chút nào cả. Suốt ngày cứ chăm chút, lo toan cho cái thân này mà thôi. Và đó gọi là thân kiến. Vậy tuy vị ấy có thể thủ hộ giới luật và dường như không vi phạm gì cả, nhưng trên thực tế thì vị ấy đã không tuân thủ, không giữ vững giới luật. Trường hợp thứ ba thì có liên quan đến những vị tỳ kheo thực hành 12 hạnh đầu đà. Đầu đà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đẩu tẩu tinh thần, có nghĩa là phấn chấn tinh thần, hăng hái chiến đấu với sự lười biếng. Chẳng hạn, vị tỳ kheo tu khổ hạnh có thể nghĩ rằng: tôi không thấy buồn ngủ, cũng không thấy đói chút nào cả. Thay vì nằm ngủ thì tôi ngồi tham thiền. Người ta thì cần ăn uống, chứ tôi thì ngay cả nước lã tôi cũng chẳng đụng đến. Trong trường hợp này, vị tỳ kheo tu hành 12 hạnh đầu đà, nhưng lại chưa nhận thức được nhân không, pháp không, mà vẫn còn thấy tất cả các pháp là hiện hữu, bởi vì đó chưa đạt được cảnh giới chư pháp không tướng. Lại còn cho rằng hết thảy các pháp đều hiện hữu, cho nên nhìn thì có vẻ như vẫn đang thủ giới, nhưng thực tế thì công phu giữ giới của vị ấy không được viên mãn. Trường hợp thứ tư là vị tỳ kheo có tâm từ bi đối với hết thảy chúng sanh, nhưng nếu nghe được rằng pháp bổn vô sanh tướng, tất cả các pháp đều là không, chẳng có sanh cũng chẳng có diệt, thì vị ấy liền sanh lòng hoang mang sợ hãi. Do đó giới hạnh của vị đó cũng không được viên mãn. Trên đây là bốn trường hợp, tuy rằng không phạm giới một cách cụ thể, nhưng cũng không phải là thủ giới một cách chân chánh. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề phạm trai. Trai có nghĩa là chay tịnh, không ăn thịt. Vậy phạm trai tức là ăn thịt. Tuy nhiên, không phải chỉ ăn thịt mới gọi là phạm trai, mà ngay cả ăn phi thời, tức là ăn trái giờ, cũng xem là phạm trai. Thế nào gọi là ăn phi thời? Nếu quý vị đã phát nguyện là quá giờ ngọ hay quá trưa rồi thì không ăn gì nữa, tức là quá ngọ bất thực. Nhưng sau giờ ngọ rồi mà quý vị vẫn cứ ăn thì đó là ăn phi thời. Ăn phi thời còn bị kết vào tội trộm cắp, bởi quý vị đã nguyện là quá ngọ bất thực, thế mà lại không giữ lời. Quá ngọ rồi mà vẫn cứ lấy thức ăn để ăn, do đó phạm giới trộm cắp. Như thế, quý vị chẳng những phạm giới ăn phi thời, lại còn phạm luôn cả giới trộm cắp nữa. Rồi đến khi có người hỏi là quý vị đã ăn gì chưa, nếu quý vị tìm cách che đậy: ồ, tôi chưa ăn gì cả. Như thế là quý vị phạm luôn giới vọng ngữ. Như vậy tổng cộng quý vị đã phạm đến ba giới. Ngoài ra, kẻ nào cung cấp thức ăn cho người phạm giới thì chính bản thân kẻ ấy cũng phạm cùng những giới như vậy, và cũng bị kết vào những tội giống như phạm nhân. Đức Phật có dạy rằng những kẻ phạm giới đều không phải là đệ tử của Phật. Những kẻ phạm giới thì như thế nào? Họ ví như loài chim ó có tiếng kêu rất kỳ quái. Những người nghe thấy tiếng kêu của chúng đều lấy làm lạ. Những kẻ phạm giới lại ví như loài quỷ đói chuyên ăn phân vậy. Bởi đói khát không có gì ăn, nên chúng đành phải ăn những thứ đồ dơ bẩn như thế. Những kẻ phá giới phạm trai là hạng người hạ cấp bần tiện nhất trong xã hội loài người. Và đời sau họ chắc chắn phải chịu quả báo làm thân cầm thú súc sanh. Do đó, nếu gặp những người phá giới phạm trai thì Địa Tạng Bồ Tát dạy cho họ biết rằng
đời sau sẽ phải làm loài cầm thú, luôn bị đói khát, thiếu thốn thức ăn. Ha ha ha, 问什么的说